Cửa hàng chúng tôi chuyên kinh doanh các mặt hàng thời trang với nhiều chủng loại, màu sắc, kích cỡ, chuyên bán các sản phẩm đồ lót 12 giờ. Đồ lót là người bạn tâm giao của phụ nữ. Đồ lót sẽ không chê bạn, dù bạn mập hay ốm, dù bạn xinh hay xấu, và bạn có già hay trẻ, thì nó vẫn luôn ở bên bạn. Là phụ nữ hãy nên đẹp từ bên trong ra ngoài, tự tin với những điều nhỏ nhặt nhất, yêu bản thân hơn, trân trọng sức khỏe từ đồ lót. Cửa hàng chúng tôi chuyên kinh doanh tất cả các loại áo ngực, đa dạng về màu sắc, mẫu mã, từ những mẫu áo ngực mút dày đến mút mỏng, không gọng đến có gọng, những mẫu thiết kế trơn đến những mẫu thiết kế ren, những mẫu dành riêng cho người mập đến những mẫu dành riêng cho người gầy. Những mẫu sinh ra cho cô nàng ngực lép cũng có những mẫu sinh ra cho cô nàng ngực khủng. Khách hàng có thể yên tâm thoải mái lựa chọn những mẫu ưng ý, chỉ tùy vào kiểu dáng và kích cỡ mà chọn cho mình những chiếc áo ngực ưng ý nhất. Đối với bất kỳ người phụ nữ nào, dù trẻ trung hay lớn tuổi, dù xinh đẹp hay xấu xí, dù gầy hay ốm, thậm chí ngay cả đối với những người đàn ông hiện đại, thì đồ lót là món đồ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Đồ lót là lốp đẹp cho vẻ ngoài phong cách của bạn, là vẻ ngoài cho phong cách ăn mặc thời thượng của bạn, khởi đầu cho việc bạn cảm thấy thoải mái trong cuộc sống hàng ngày. Bởi